Hai, chào các bạn. Chào bạn đến với Trung Nguyên TV. Đây thì hôm nay cửa hàng thủy sinh bên mình đây. Thì hôm nay sẽ có hàng hot là đấy, bể tép đã về. Sáng nay về, hôm qua khai trương thì không có các bạn nhé. Với số lượng tép thì quá lớn luôn. Đây. Tép đỏ. Rất nhiều luôn. Mỗi bể này hàng ngàn con luôn các bạn. Đấy. Cam Thái. Đấy. Đấy, các bạn nào chơi thủy sinh chơi tép và những cửa hàng nào cần nhá, số lượng rất nhiều luôn. Đây là tép đỏ. Đỏ free red các bạn. Bên này là tép ong đỏ này. Đấy. Ong đỏ. Ở trong kia rất nhiều các bạn. Đấy, bể này cả các cửa hàng nào nhá mà muốn nuôi tép đấy thì hãy liên hệ bên mình, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xét bể tép rất đơn giản nhưng mà vẫn phải học. Đấy. Không phải là nhìn như này mà như thế này cứ là trả được, nó phải có một chút cái kinh nghiệm các bạn, nếu không là chết rất nhiều. Đấy, con này là vàng Đài Loan. Đấy, tép ong này đẹp. Nhìn đẹp không? Quá đẹp luôn, đỏ trắng. Còn ở dưới này là blue. Bên này là sô cô la này. Bể đen nên là thả vào nó nhìn hơi tối. Bể nào ít nhất thì cũng phải 500 em. Rất nhiều. Đấy, bên này là sô-cô-la này. Ô, bọn này đói. Một sô cô la này đói, rêu ở đây nó ăn sạch rồi. Ờ. Ăn sạch luôn. Bởi bên này. Bởi bên này thế, rêu ở cây này hết sạch rêu luôn rồi. Đúng là hàng 1000 em vào nó có khác. Đấy. Sát thủ diệt rêu. Đây, rêu bể này chắc là sao hết nốt rồi. Đấy. Bể này cũng sạch luôn nhá này. Cây này nó sáng nay anh ấy nó dai trên lá, về lá không còn tí rêu nào luôn này. Đấy, đây trụ luôn rêu rồi. Trụ luôn rồi, sắp hết nốt bây giờ. Kinh. Ăn được. Như máy thật. Tôi cũng nghĩ là hết quá nhanh luôn. Kể cả những cái dưới những vỉ rêu này, hôm qua cái rêu tóc nó bám rất nhiều, nó sạch sẽ luôn rồi. Vừa nãy thả vào rất nhiều. Đấy, còn bể này thì lên quá nhiều rêu rồi nên là bể này chạy nước lâu, ánh sáng mạnh nên là quá nhiều rêu, nhưng mà chắc là mai hết nốt. Đấy, còn bể này thì cũng sạch luôn nhé, không còn thì rêu nào. Bây giờ mới để ý ấy, quay xuống bể dưới bảo nhìn không rêu đâu. Bể này cũng rêu mọc tua tủa từ lá cây, nó mọc ra như này luôn này. Đấy, còn mỗi bể này là đang con rêu. Kinh thật, ăn kinh thật. Sạch sẽ luôn. Đấy, sát thủ diệt rêu các bạn nhé. Đấy, bạn nào mà bị rêu tóc, rêu ước thì đúng là chuẩn rồi, chỉ có tép mới xử lý được cái bọn rêu này sạch sẽ như thế này luôn. Nó nhỏ, đấy, nó ăn từng vào những cành lá, những rêu ước nó ăn sạch luôn các bạn. Đây là những kẻ những rêu dưới đáy này mình này. Đấy, bể này tại sao là hôm trước mình quay, bạn nào mà để ý là rất là nhiều rêu, mặc dù chưa có tép gì nhưng mà mình nuôi rêu là để cho nó ăn. Đấy, nhưng mà bây giờ nuôi nó nhiều đến đâu thì đến thì cũng không đủ rêu để cho nó ăn rồi. Kinh thật. Rồi, bể mình có bể siêu trong các bạn nhá. Đấy, bể có bỉ.
Các bạn nhìn đường kính sắc nét từng góc cạnh luôn này. Quá đẹp luôn nhá. Và cái bể 60. Đấy, hôm qua thì setup 2 bể thì đã bán mở hàng, có khách mở hàng luôn một bể rồi các bạn. Đấy, còn bể này thì chạy lọc từ hôm qua, cái là tối hôm qua mới lắp lọc thôi. Mà các bạn nhìn hôm nay nước trong vắt luôn này. Đẹp chưa? Mà chưa dán phông nền đằng sau nhá. Nền đằng sau phải dán tí nữa, dán phông nền bể này đi. Màu gì? Trắng. Trắng. Chất, quá chất luôn. Đấy, thì cây cắt cắm lại về bắt đầu số lượng rất nhiều. Rêu mini Taiwan này rất nhiều. Đấy, rất nhiều luôn các bạn, và hàng luôn rồi đấy. Ở dưới này vẫn còn này, cây cối đủ các kiểu. Ở dưới này thì là rêu mini fit này rất nhiều nhá. Mình kia giày sáng nay bán rất nhiều giày đấy, vơi cả bể luôn. Để ý bên cửa bên này quẹt rồi giờ đấy, đang đóng gói để đóng cẩn thận để gửi đi tỉnh các bạn. Bể kia đóng xong rồi gì? Đây, một bể nữa đây. Đóng gói rất là cẩn thận luôn. Nước trong vắt rồi, nhanh nhỉ? Bể này trong nhanh hơn cái bể, trong hơn bể bàn này phải mấy ngày đấy. Đây, các bạn, nước này trong vắt đẹp chưa, nhìn sáng. Bắt đầu thả cá được rồi, bể này chạy mấy ngày rồi nhỉ? 3 ngày thả cá tốt rồi đấy, 3-4 ngày rồi các bạn. Quá đẹp luôn. Cây xanh mướt luôn. Cây đều tỏi mầm xanh non mơn mởn luôn, rêu rồi, bắt đầu mọc bám rêu rồi. Đấy. Đúng vậy, là một cái bể bàn uống nước rất là đỉnh các bạn. Trong nhà mà đúng là có bể này thì chất chơi luôn, khỏi suy nghĩ luôn. Mình đầu tư đấy cả CO2 sụp vào nên là cây nó rất là căng cây các bạn. Đấy, bonsai. Rất nhiều bonsai hôm qua mình quay rồi. Đấy, thì cơ bản hôm nay chủ yếu là mình sẽ giới thiệu tép cho các bạn. Đấy, các bạn cần tép để cho thiệt rêu. Thì tép chơi thủy sinh là quá chuẩn luôn. Tép nó nhỏ, chùi từng ngóc ngách, từng cái cọng lá một. Thì ốc cũng ăn rêu tốt, nhưng ốc to, ốc bé, nhiều con nặng nó bám vào cây, nó sẽ đổ cành cây. Đây, các bạn nhìn này, cành cây lá nhỏ nó bám, nó ăn rất là kỹ luôn nhá. Đang ăn đấy. Mình mới thả cách đây được cá tép về cách đây khắc được hơn 2 tiếng thôi, chứ không phải là nhiều đâu các bạn. Hơn 2 tiếng mà nó ăn sạch sẽ những bể dưới này, sạch sẽ luôn. Bể dưới nó ít hơn. Nhìn cây này sạch sạch bong. Mấy cây này không còn một cọng nào luôn. Đấy. Sô-cô-la. Đấy, cơ bản là thích nhất cái đàn tép ong này các bạn. Đẹp. Nhưng mà tép ong đẹp, nhưng mà đây là theo cái mình quan sát thì nó tép ong đẹp, nhưng mà nó lại ăn rêu ít hơn, không ăn ác bằng cái bọn rẻ. Đây là đắt, đây là đang hiện tại mình chưa bán trong này là dòng đắt hơn. Đấy, còn những dòng kia rẻ hơn thì thấy nó ăn rất là ác. Nhưng mà bọn ngược lại, bọn này nó lại rất là đẹp đấy các bạn nhìn.
quá đẹp luôn. Đấy, đỉnh của đỉnh luôn. Nhiều, quá nhiều. Ôi, hôm qua về rất nhiều bể siêu trong luôn. Hôm nay thì đấy còn lại có 2, 4, 5 cái. Hôm qua là 9 cái. Đã gửi đi 4 cái rồi. Cắt thành ít đề can luôn để dán về này luôn cho đẹp. Đề can trắng. Có dàn cây phun xương này. Quá mỹ mãn luôn các bạn. Đấy, bạn nào mà cũng muốn làm một cửa hàng thôi. Còn chơi thì không làm cái này. Đấy, các bạn nào cửa hàng mà muốn setup một bể này thì chưa biết làm thì có thể mình sẽ tư vấn cho. Đấy, bên này giấy rất này. Rất nhiều luôn. Giấy là tròn hôm nay đến bể này bán vậy luôn này. Ôi, hôm nay đấy, gọi là nhàn hơn một chút thôi chứ, nhưng mà sáng nay cũng rất là vất. Sáng nay mở cửa ra cũng rất là nhiều đơn. Ngày hôm qua cũng quá là đông khách luôn các bạn. Nghỉ được đúng buổi trưa uống rượu xong cái là vẫn say mà vẫn phải cộng đơn, vẫn phải bán hàng. Đóng cửa vẫn phải mở. Người khách vào rất là đông. Trưa nay đây như tầm này thì hầu như khách không đông mấy thì mình có thể quay video lại được, chứ còn đâu là đông thì cũng chịu. Chứ sáng nay thì cũng cong đít luôn. Sáng nay rất nhiều đơn là phải cho lên xe để đi ship hàng. Đấy. Đi ship rồi thì giờ xe cũng phải đến 1 giờ hôm nay mới về được, vì cũng rất nhiều hàng luôn. Chuẩn bị sẽ làm một cái bể 60 nữa, sẽ làm một bể rừng đi. Xét một cái bể layout này. Đấy, còn bể bonsai chắc cũng phải làm thêm, nhưng bể bonsai hôm qua làm rất là đẹp và bán luôn rồi. Đây bể 80 này chắc là một cái bonsai 80 này, chỉ bonsai này này, cây này vừa này. Đấy. Rồi, ok. Hôm qua Tứ đi về đấy, hỏi Tứ xem. Thì bên cạnh đấy thì mình có những cái đồ chơi tép đấy các bạn nhé. Đây là những cái đồ chơi tép. Đấy. Đó là bằng gốm đất luôn. Đồ chơi tép. Đây các bạn này. Ảnh nó này. Nó sẽ... Còn gốm này nó sẽ tạo rêu, tạo độ bám cho nó rất là thích ở. Đây nữa. Loại bé này. Đây. Nó bằng đất nung. Đấy, còn đây là khoáng tép các bạn nhé. Khoáng. Nên là ngày mình sẽ phải châm vào bình thường vào đây như châm vi sinh luôn các bạn. Đấy. Đây lọ này mình đã dùng rồi. Mình sẽ chiết từ chai to ra để làm sao cho nó rẻ nhất. Chứ còn bán cả chai to thì các bạn sẽ không dùng được, mà mua chai nhỏ thì nó sẽ bị đắt. Đây là cái mà nhà mình đang sử dụng nên là các bạn yên tâm. Đấy. Đây cũng là một loại dành cho tép này. Xử lý bệnh rất bị túm trời lạnh này, độ khí ổn định. Đấy, rất nhiều chức năng chuyên cho tép. Đấy, tép cũng là một cái thú chơi rất là đẹp đấy các bạn. Đấy, 4 tổng là 8 bể tép nhà mình. Đầu tư bấy nhiêu thôi nhưng mà các bạn cũng hết rất là nhiều, không phải ít đâu các bạn. Mỗi bể nào ít lắm thì 500 con, không toàn 1.000 đến 1.500. Hai bể trên này thì 750, hai bể là 1.500.
Còn mấy bể kia toàn 1.000 em. Đây, tạm thời là mình đã bơi nhiều loại đã. Thì tới thì mình sẽ phải chắc phải thêm bể. Vì bơi nhiều loại cũng là đủ để nhiều, quá nhiều luôn. Đấy, và bây giờ và đầu tư vào cái số lượng nó cũng không phải là ít các bạn. Đây các bạn nhìn đây, giá rẻ nhất cái bọn này là 9.000 này, trên là 10.000 này. Bên này là 15, 20, 25.000 một em nhá. Đấy. Cứ cho 8 bể 8.000 em. Mỗi bể 1.000 em. Nhân với giá trung bình là giá 20.000 một em đi. Đấy là các bạn sẽ biết là bao nhiêu tiền rồi. Đấy, mà trong khi có 8 bể là 8.000 em là biết bao nhiêu tiền đống này. Đấy là các bạn thú chơi tép cũng là một thú chơi cũng. Nhưng mà tác dụng của tép chính thì mình vẫn là để dọn bể các bạn nhé. Thì mình vẫn chơi kết hợp với các loại cá thủy sinh khác, nê ông với các kiểu. Đấy, hoặc là vẫn dùng bút chì, ô tô các thứ để dọn bể. Nó cũng là cá để chơi thôi. Đấy, nhưng mà tép này chơi thì nó sẽ cao cấp hơn ở chỗ là để chất lượng nước để chơi được tép thì nó cũng cầu kỳ hơn, kỹ hơn. Chứ nó không dễ sống như cái bọn cá kia. Nhưng hầu như các bạn bể cũ rồi thì vô tư. Bể mà đang nuôi, đang nhiều rêu, nhiều tảo rồi thì thả bọn này vào để quá yên tâm. Đấy, nó dọn cho sạch sẽ luôn. Đấy, điển hình đấy, mình mới thả vào đấy các bạn đã nhìn thấy luôn, thực tế luôn. So với xem video hôm qua bạn xem ấy thì hôm nay quá sạch. Rồi, ok, cho mình chia sẻ một chút về tép thôi. Mình thì cũng mới làm về tép này, cũng chưa có sự am hiểu và chuyên sâu về nó nhiều lắm. Nên là cũng phải học hỏi từ từ, mình cũng học hỏi từ mọi người thôi. Nên là có những cái gì mà nó chưa đúng, chưa biết thì bạn nào biết nhiều thì bạn có thể là comment bên dưới chia sẻ để cho mọi người cùng biết nhé. Hoặc là có thể inbox góp ý cho mình những cái gì mà mình sai chẳng hạn đấy. Để có thể là giúp cộng đồng chơi tép nó sẽ phát triển mạnh hơn. Đấy, thì một cây sẽ không bao giờ làm nên tất cả. Cũng cần sự chung tay của tất cả mọi người. Đấy, mỗi người sẽ có những cái kinh nghiệm riêng. Còn bạn nào chưa thì các bạn đấy cũng có thể mình sẽ inbox mình chia sẻ có gì, những gì mình biết. Rồi, ok. Chắc mình kết thúc video đi thôi. Các bạn thấy video mình hay thì tiếp một like. Ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và bấm chuông thông báo ngay bên cạnh để nhận những video mới nhé các bạn nhé. Ok, bye bye.